Tiết mục giáo lý chọn lọc sẽ mở đầu chương trình với đề tài Người xuất gia chân chính. Kính mời quý thính giả theo dõi sau đây. Người xuất gia thật sự đáng để cho chúng ta tán thán, không vì dáng vẻ bề ngoài của họ, mà vì lý tưởng bên trong của họ. Họ thật sốt sắng trong việc phục vụ mọi tầng lớp, và tâm của họ rộng mở đến toàn thế giới. Cho nên, chúng ta khâm phục họ và tôn trọng họ, không phải do quần áo họ mặc. Mặc quần áo gì thì cũng không thành vấn đề. Mà bởi vì lý tưởng của họ rất cao thượng, đầu óc rộng rãi, tình cảm cá nhân họ không cho là trọng. Họ thấy thế giới đều là một sự hoán tưởng, mọi người đều đồng nhất thể. Và đối với họ, chỉ có Thượng Đế là duy nhất, lý tưởng duy nhất, là đạo duy nhất. Những người đó có thể cắt bỏ tình cảm cá nhân, gia đình, nên chúng ta gọi họ là người xuất gia. Bất luận tôn giáo nào cũng đều có lý tưởng giống nhau, tâm rộng mở, nhìn thấy rõ sự sống chết của thế nhân. Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, có một số người xuất gia thuộc đạo Do Thái đã chỉ trích Ngài, phê bình Ngài rằng tại sao Ngài tiếp xúc với tất cả mọi người. Có một số là gái điếm, có một số là kẻ ăn mày, có một số người rất nghèo khổ, địa vị thấp hèn nhất trong xã hội. Ngài cũng giao tiếp với họ, đối đãi với họ như bạn bè, và rao giảng giáo lý cho những người này nghe. Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ mất mặt, và là điều không nên làm. Họ cho rằng người Do Thái là hay nhất. Muốn truyền bá giáo lý thì nên truyền cho người Do Thái, hoặc người có địa vị cao, không nên truyền cho những người thấp kém và bị khinh thường trong xã hội. Họ cho rằng những cô gái điếm là những người quá hư hỏng, không nên giao tiếp. Vì thế cuộc sống của các cô này không có cách nào sửa đổi được. Nhưng Chúa Giê-xu có khả năng cải biến. Ngài sẽ làm, và Ngài có lực lượng để làm. Người hư xấu nào đến với Ngài và theo Ngài, không bao lâu đều trở thành thiện nhân. Hoặc nếu nhìn vào mắt Ngài chỉ một lần, thì có thể trở thành người lương thiện. Người tốt, kẻ xấu là do hoàn cảnh xã hội tạo ra. Có khi, người đó đời đời kiếp kiếp đã là thiện nhân, bỗng dưng trong kiếp này, họ bị lừa gạt, hoặc trong quốc gia của họ xảy ra chiến tranh, khiến gia đình bị phá sản, hoặc đột nhiên cha mẹ họ lìa đời sớm, không nơi nương tựa, không biết phải làm sao, khiến họ trở thành trộm cắp, gái điếm, lưu manh hoặc giặc cướp, cho nên không thể nói họ là người xấu được. Trong lòng chúng ta, nếu đơn thuần, thì lau một lần là sáng chói, như vàng, bất luận thêm vào mấy cân cát, vẫn là vàng, hoặc từ trong lòng đất chúng ta đào ra kim cương, bề ngoài thì đầy đất, dày nặng đến chục cân, nhưng nếu đem đi rửa, lau chùi, thì nó vẫn là kim cương. Giá trị của nó không bị giảm sút, vì lớp đất bọc bên ngoài cũng vậy, thiên quốc bên trong của chúng ta, hoặc Phật tính hồn nhiên của chúng ta, chưa bao giờ bị bận như nghiệp chướng ô nhiễm, chỉ tại chúng ta hiểu lầm mà thôi. Cho nên, tôi cũng thường nói với quý vị là, đối với tôi, không có ai là kẻ phạm tội, chỉ vì đầu óc chúng ta không sao hiểu được, nên mới không tha thứ cho chính mình, càng ngày càng làm loạn hơn. Nếu như có người nhắc nhở chúng ta, có người giảng những đạo lý cho chúng ta, chúng ta sẽ biết cách giải quyết những nghiệp chướng này để quên đi, hoặc để thay đổi tập quán của chính chúng ta. Chúng ta sẽ giống như Phật Bồ Tát hoặc Thánh Nhân vậy. Cho nên, Chúa Giê-xu mới nói, ai cũng đều là con cái của Thượng Đế. Thế nhưng chúng ta vẫn cần phải sửa đổi tâm của mình, và chúng ta không còn lặp lại những thói hư tật xấu nữa. Sự thật là chúng ta lúc nào cũng xứng đáng được Thượng Đế yêu thương. Ngài đâu có màng đến việc quý vị phá hoại bao nhiêu tài sản của Ngài. Ngài là đấng tạo hóa. Bất cứ lúc nào Ngài cũng có thể tạo ra thế giới và vũ trụ rất đẹp, rất lớn. Ngài không bao giờ tính toán. Chúng ta phá hoại, Ngài tạo ra lại. Thí dụ, trong quá khứ, chúng ta giết người hoặc giết động vật, hoặc vi phạm giới luật của thế giới. Hiện nay chúng ta đã sám hối,
cầu Thượng Đế tha thứ cho chúng ta. Chúng ta khiêm nhường làm nô lệ, làm tôi tớ cho Ngài. Chúng ta mỗi ngày ngồi thiền. Nếu chúng ta cho rằng chúng ta xứng đáng, thì chúng ta sẽ kiêu ngạo. Rồi chúng ta sẽ không cần sám hối gì nữa, không cần ngồi thiền, không cần viết nhật ký nữa. Nhưng vì chúng ta còn có lòng khiêm nhường, sám hối những nghiệp chướng quá khứ của chúng ta, cho nên Thượng Đế sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta sẽ có mọi thứ, có địa vị như những người con không phạm giới. Những người con ở trên thiên đàng vậy, không thua một chút nào. Chỉ vì chúng ta vẫn còn chưa về đến quê hương. Cho nên, chúng ta hiện giờ vẫn còn ở nơi đây sám hối. Khi chúng ta về tới nhà và gặp được đấng cha lành, chúng ta sẽ như nhau. Ngài sẽ cho chúng ta quần áo đẹp, cho chúng ta nơi ở đẹp đẽ trên thiên đàng, cho những thứ quý giá để chúng ta hưởng thụ. Hưởng thụ một cuộc sống vĩnh viễn như Ngài vậy. Cho nên, mọi người không cần vội vã. Khi còn ở đây, thì hãy sửa soạn sẵn sàng. Khi về đến nhà rồi, là quý vị có thể vui hưởng.